Trời ơi, ném quá trời luôn. À, các bạn ơi, ăn cơm các bạn ơi. Để mình thử miếng tép này coi sao nè. Dạ ngon. Ừ, quá ngon, cái này. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Minh Hải TV nha. Hôm nay mình cho cái anh phụ phà của mình tập lái luôn nghe các bạn. Thấy ảnh tay anh lên ngồi sau lưng cái đầu anh hỏi nói cho tập lái chứ cái đầu mình cho ảnh tập lái luôn. Cái này đào mương một gạo này cũng dễ thì mình cho ảnh tập, nhưng mà ảnh gạt đất còn lụp cục ở trên này, hồi mình mắc sửa lại. Đi học nghề thì học nghề này chủ yếu là được chạy thôi các bạn ơi. Nếu mà đi học nghề này mà tối ngày mình ở dưới hòa giác dầu không thì lâu lắm. Anh này anh cũng siêng học lắm. Anh đi phà này mới được có mấy bữa à, mà nghe anh nói trước đó thì anh cũng có đi một hai phà rồi. Cái này là mình đào mương có gào nha các bạn, đào mương một gào chắc cái bờ 3 mét, chắc lên cái bờ giả cho người ta trồng dưa hấu các bạn. Thấy anh đào cũng được quá nè, cũng ngay mà hơi chậm tại vì mới học nghề mà. Mình hồi lần cũng như ảnh thôi, cũng từ từ học, từ từ ngày ít rồi lâu ngày mới làm quen tay được. Làm còn hơi chậm à, mới biết chạy ngồi tướng ghét à. Tại vì lúc mình làm á, lúc mình làm không ai quay cho mình làm chứ. Mày để anh chạy rồi mình mới có cầm quay được. Mấy anh này mượn anh quay khó lắm các bạn ơi. Anh nói cầm quay gung gung rồi mất công mình chửi rồi mấy ảnh không có chịu cầm quay. Anh nói mình chửi vậy thôi chứ mình dễ anh chết. Vô cái nắp thì cũng lâu mà không rời, tại cái đùi nó bị trục chặt hoài các bạn ơi. Mới làm xong hôm qua, hôm nay bên hai mới chạy. Để mình lỡ gần hơn nha. Lính mới học nghề nên làm hơi xấu nha các bạn, nhưng mà cũng thông cảm bỏ qua được tại vì chủ đất này cũng dễ. Hay để mình lên xe mình ngồi mình quay xuống cho các bạn xem ha. Rồi giờ là mình ngồi trên xe rồi các bạn. Ngồi trên xe thì chắc có lẽ hơi rung lắc các bạn, thông cảm bỏ qua ha. Mương cũng được thẳng thẳng, gọi là thẳng thẳng thôi chứ không phải thẳng đâu nghe các bạn. Trời ơi, ném quá trời luôn. Nói chung là ngày học ít thì từ từ cũng quen rồi các bạn ơi.
các bạn xem đừng có cười nha. Chắc cũng nãy giờ chắc cũng có vài bạn ngồi cười rồi. Đang quay tài xế à. Ờ, chạy không lo, chạy còn hai nữa. Qua kia chỗ mát nắng quá. Ở đây mát hơn nè các bạn ơi. Ôi gông lách. Tỉnh tỉnh lên ơi. Em có làm gì anh đâu mà anh gung như vậy anh. Em có làm gì anh đâu mà anh gung như vậy. Gạt á. Gạt á đừng có đè. Cao lắm rồi. Nè bắt bắt từ miếng ngoài nè. Bắt từ miếng ngoài nè gạt vô. Rồi hạ từ từ xuống này rồi gạt vô. Co đầu lên chút. Mình dạy là tận tình luôn các bạn. Mình dạy là dạy chi tiết cảnh luôn. Đây động cũng chưa quen á. Anh xuống ẩm gài mình mới cho anh chạy bữa nay à. Thì anh cũng chưa quen cái xe cho lắm. Rồi giờ mình xuống dưới đất. Xuống dưới đất ngồi quay nè các bạn. Thì này cũng gần ăn cơm trưa rồi, làm gần tới bờ rồi, tới đây cái đầu mình rủ anh vô ăn cơm trưa. Trời ơi, quá trời nền này, nền như làm nền nhà nha các bạn ơi. Quá dữ luôn. Thôi giờ mình lợi mình ngủ hỉnh vô ăn cơm các bạn ơi. Tớ phà các bạn ơi, tại vì hồi sớm mình ở trên xe rồi mình kêu ảnh dịch sầu gừng. Cái ảnh quên đi, ảnh không có thắng miếng nước màu nữa, bởi vì dịch nó trắng quá. Giờ mình kêu ảnh thắng miếng nước màu đổ vô rồi nấu lại cho nó có màu nha các bạn. Đây đầu bếp của anh tài xế nãy nè các bạn. Thích rồi đó, tôi thích bạn rồi đó. Bạn này thấy nước màu đổ vô cho nó có màu bạn ơi. Bây giờ cái này nó hơi trắng nè. Hơi trắng mình ăn cũng bự bự. Giờ hâm là bạn ơi. Còn làm thêm món nữa. Cái gì ta? Không biết, quên tên rồi. Gọi tép chấp chấu vậy đó. Tép này chút mình gam, gan mặn nha. Rồi đấy. Ăn xong quay cho các bạn xem ha. Vậy, khoảng mà. Ngọt á. Ngọt á. Ừ. Còn hành đúng không? Còn. Trời ơi, hành cho nó.
Tao nói bà hai luôn. Có đường anh em ơi, nhỏ sẽ nghe không anh em ơi. Bột hợp không đúng hả? Cái này thì đang hâm lại. Bột hợp chai cầm bịch chứ không rồi. Gào gắp nó ngán hết cái cửa trước rồi. Ok. Sao nó đẹp. Ồ rồi, bạn đổ muối. Bạn có đổ mắm chưa? Chưa. Đổ mắm à? Đổ mắm gì mà nói? Đổ mắm chứ. Đổ mắm mới thơm. Này xạo luôn rồi. Thì tất gan với tất tao vậy thôi, mình không biết làm lại. Thầy làm hay làm gì? À, các bạn ơi, cơm các bạn ơi, để mình thử miếng tép này coi sao nè. Dạ ngon. Ừ, quá ngon. Cái này thêm lít rượu nữa, quá ngon luôn các bạn ơi. Ừ. Thôi mình kết thúc video tại đây. Các bạn theo dõi video tiếp theo của mình ha. Mình ăn cơm chung với anh. Bye bye, bye bye các bạn.